Đây này, tai thì có vẻ như là bị mất rồi. Hiện tại thì là bố thì đang đi làm xa, còn là mẹ thì đi Trung Quốc đúng không? Một cậu bé năm nay mới chỉ có 2 tuổi đấy, nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt của em thì rất là gọi là giống một người, gọi là như kiểu một người ngoài hành tinh luôn rồi. Hầu như là tai bên này thì đã bị cắt bỏ rồi, chỉ còn là một bên thôi. Đấy, nhìn là rất là tội quá. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, vừa rồi cháu Lực đang đi lên trên này thì bắt gặp một bạn nhỏ mà phải nói là cực kỳ là đáng thương. Ăn bim bim không? Hả? Anh hộ em lấy bim bim ấy. Vâng. Hả? Ôi ôi, cái bạn nhỏ này thì con trai của bác ạ, cháu Lực đang lên trên đường thì bắt gặp rằng là có một khuôn mặt là rất là kỳ lạ này cô bác. Đấy. Xong xanh, nào chú bốc cho ra đây, chú bốc cho ra chú bốc cho. Không á? Không á? Thanh niên này. Thanh niên. Ra đây chú hỏi một tí. Bạn này thì hình như là có vẻ là chưa biết nói cô bác ạ. Cho chú hỏi tí, nhà của bạn nhỏ này là ở tận đâu? Ở tận bên kia. Đây là em của em à? Ra ra đây một tí. Con của chị em. Chú đeo cái này một tí nhá. Nhá. Con của chị á. Thế mặt của bạn nhỏ này là bị làm sao ấy? Bị cháy. Là bị cháy á? Bị cái gì dính vào? Ngã vào chỗ cháy. Ngã vào chỗ cháy á? Bóc bim bim cho em đi. Xong à. Đây. Tin. Bạn nhỏ này tên là gì? Tên là Quanh. Tên là Quanh à? Được bao nhiêu tuổi rồi? Sắp được 2 tuổi. Sắp được 2 tuổi rồi à? Nè, nè, nó thằng. Nhìn vào khuôn mặt thì là có vẻ như là mình thấy bảo là bị bỏng sao không á? Sắp được 2 tuổi à? À thế, bây giờ đi về nhà chưa? Chưa, đang đi cắt tóc. Đang đi cắt tóc á? Nhưng mà em cắt tóc à? Vâng. Đi nhà ai cắt tóc? Nhà anh bên dưới này. Nhà anh à? Hay thôi mình đi về nhà đó nhỉ? Xong một tí ra cắt tóc sau. Nha. Vâng. Ê, chú chắc là bằng anh thôi nhỉ. Anh thì anh giới thiệu, anh tên là Lực. Anh có làm một kênh YouTube đấy thì chia sẻ đấy. Em có biết là em sinh ở bên kia không? Nhà xanh ấy. Có chị gái tên là La ấy. Có chị gái tên là La ấy. Xanh ấy. Sinh à, biết. Biết rồi đúng không? À. Trước anh cũng có lên ghi hình em ấy. Em có nghe kể không? Không nghe kể đâu à? Ừ. Em tên là gì? Em tên là Chiêu.
Tên là Trêu à? Ồ, thế chị gái thì có ở nhà không? Chị gái đi làm. Chị gái đi làm á? Thế bị lâu chưa cái này ấy? Cũng hơi lâu lâu rồi. Cũng hơi lâu à? Thế bây giờ mình đi về nhà đó nhỉ? Nhà xong thì chắc cái tóc xong nhá. Rồi thế bé em đi về đi. Đây là cô bác này bị hầu như là bị một nửa khuôn mặt của bé luôn thôi. Nó có vẻ sợ rồi. Đấy. Có vẻ sợ thế. Không mặc quần cho em à? Lúc nãy vừa cứ dính. Lúc nãy vừa vệ sinh à? Rất là tội của bác ạ. Thế mấy bạn nhỏ này là em à hay là như nào? Đây cũng là con của chị cái. À đây là cũng là con của chị á? Thế là mấy bạn nhỏ này là mẹ à? À mấy bạn nhỏ này là cùng một mẹ hết à? Vâng. Nhà em ở tận đâu? Nhà em tên này, ở trên này nhưng mà con... Em lấy trên... cống đi cho đi nhanh nhanh thôi. Đấy, cống đi chân nhanh hơn. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đang đi với bác ạ. Thì bắt gặp là hai anh em mà có một bạn nhỏ nhìn vào khuôn mặt thì rất là kỳ dị. Cho nên là cháu Lực rất là tò mò và nhìn cái khuôn mặt của em thì rất là đáng thương. Cháu Lực sẽ cùng các bạn đấy để mà đi về nhà xem là hoàn cảnh gia đình như thế nào và hỏi một chút thông tin của cái bạn nhỏ này. Thế bạn nhỏ này là bị được bao nhiêu lâu rồi? Sắp tầm khoảng một năm rồi. Sắp được một năm à? Nhà đến điểm trường bên kia không? Bên này thôi, cũng gần gần. Cũng gần thôi à? Thế anh em mình đi bộ vào đi anh ạ. Bây giờ đi xuống đường đất này à? Đi xuống đường đất này á? Đường trên này. Vẫn đi đường trên à? Được 2 tuổi thì đã đi học chưa? Bạn nhỏ này đã đi học chưa? Chưa, 3 tuổi mới được đi. 3 tuổi là mới được đi à? Ôi, có vẻ như là quan sát thấy thì là một bên tai này có bác này. Cùng là em ấy là đi về đó, thì đi về nhà thì cháu Lực sẽ hỏi thêm kỹ hơn. Thế em là chị gái thì đi đâu rồi? Chị gái đi làm, còn anh rể thì đi đâu không biết. Anh rể đi đâu không biết á? Anh rể không ở nhà thế? Không ở đâu. Thế là bây giờ là ở với em hay là ở đâu? Cho em trông. Là cho em trông à? Sắp đến nhà của em chưa? Nhà bên dưới này. Là nhà bên dưới. Nhà này nhà của ông. Nhà của ông à? Thế là đang ở với ông hay là ở với ai? Ở riêng rồi. Ở riêng á? Phải nói là nhìn trông như kiểu là người ngoài hành tinh rồi các bác ạ. Một bên thì có tai, một bên là không có tai rồi. Vừa rồi thì cháu Đức đang đi thì là vô tình là bắt gặp em ấy. Có vẻ như là bạn này không có sợ sệt gì đâu mà cậu này đâu các bác nhá. Nhà bên dưới nè. Nhà bên dưới à? Ôi ở đây thì lấy được củi nhiều thế nhỉ? Đây không có đường xe máy đi vào đâu mà nhỉ? Đến nhà chưa? Xe vẫn đi được. Xe đi này à? Quần thì còn là không có mà mặc các cô bác. Không biết là vừa rồi thì em bảo là đi vệ sinh các bác là bị là... Nhà đây à? Vâng. Em mặc quần cho bạn, cho em nhỏ đi. Chị có mặc quần chị. Em mặc quần cho đi. Luôn. Em mặc quần cho đã. Ở đây thì là dân tộc Mông của bác ạ. Dạ vừa mới bước vào thôi là nhìn thấy là nhà hoàn toàn là bằng trình tường hết. Và trong nhà thì có vẻ như nhà là khá là tối của bác ạ. Rất là tối. Không có người lớn ở nhà thanh niên? Không đâu ạ. Không có người lớn ở nhà? Không có. Cái người lớn thì đi tận đâu rồi? Mẹ đi làm bên Trung Quốc nhưng mà anh rể thì đi đâu không biết. Anh chị. Hãy mặc quần vào cho em đấy. Con cười.
Đợi bạn nhỏ là mặc cái quần xong vào trong nhà thì có vẻ như là ngôi nhà này nà, năng chi chi như là mới chi chi nữa mấy mày mấy ít là mấy mày say ạ. Ông đi đâu rồi, có ông ở nhà không? Ông không ở, ông và bà không ở. Ông và bà đi tận đâu rồi? Đi cắt cỏ sao ấy? Đi cắt cỏ à? Mà em nhỏ này tên là gì? Em nào? Em nhỏ này này tên là Si ạ. Biết nói tiếng phổ thông không? Không biết đâu. Không biết á? Ôi, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi rồi mà chưa biết nói tiếng phổ thông các bác. Thế còn là bạn nữ này tên là gì? Bạn gái này này. Hằng. Tên là Hằng à? Tên là đang cống là em đấy à? Thương. Nhưng mà em đấy là em ruột hay là em ai? Em ruột luôn ạ. Em ruột luôn à? Vâng. Thế là bốn bạn nhỏ này là chung một mẹ hết à? Không. À. Con này không phải chung mẹ. À, thế là bạn nhỏ này là không phải đúng không? Vâng. Ồ. Không biết là thấy bảo là có ông bà không bác ạ? Ông bà nhưng mà ơi chị cơ chị cơ. Hiện tại là đang đi cắt cỏ rồi. Ừ. Nó cái cửa kia có mở được không? Được. Thế mở cái cửa ra cho lấy một chút ánh sáng nào. Mở ra cho lấy một chút ánh sáng không khí vào nhà để ra bên này thì ông với bà thì đi tận đâu cắt cỏ thì có biết không? Hả? Có đi tận đâu? Dưới đường xa xa. À, tận dưới đường xa kia. À, thế bạn nhỏ kia đâu rồi ra đây nào. Lô. Nằm bình này ngu oxy ra đây hãy lấy ghế ngồi đây nè, có ghế không, có ghế ngồi đây nè, có bài nào ơi bài bài là bình này chú cho bim này đấy, cho bim lấy đi đó. À, thanh niên lấy ghế ngồi đây này, xong rồi chú hỏi một tí, cho anh hỏi một tí, cho anh cho thêm mấy bạn nhỏ này. Anh cho thêm mấy bạn nhỏ đi. Thanh niên ngồi đây nhá. Rồi. Đấy, cho em bé ngồi cùng nhá. Cho em bé ngồi cùng nữa. À, nhấp bắp tay này. Bắp tay. Bắp tay nam binh. Đúng. Bạn trai này thì có biết về là em nhỏ này là bị như thế này không? Hả? À, nhưng mà có biết lại là cái lúc mà em ấy ngã không? Em không biết. Lúc đấy là em có ở gần không? Không ạ. Không ở gần à? À thế là em là đây là gọi em là bằng cậu đúng không? Thế là bố của bạn nhỏ này là bỏ đi đâu không biết à? Không phải, bố của bạn nhỏ này đi em không biết nói nữa. Không biết nói á? Đi Trung Quốc hay là đi đâu? Đi làng thôi nhưng mà em không biết nói tiếng Trung. À là không biết nói tiếng, nhưng mà có về nhà không? Có. À là vẫn về nhà đúng không? Ừ. À anh tưởng là bỏ đi. Ấy nhưng mà bạn nhỏ này tên là gì ấy vừa rồi ấy? Quanh. Quanh à? Ui dồi, cô bác này. Xem một tí Quanh nhá. Xem một tí, cho chú xem một tí chú lấy bim cho nhá. Ui bồ, đây này cô bác này. À, đây là bà. À, không phải bà đâu. Đây là bác à? Bác có biết nói tiếng phổ thông không? Hả? Bác có biết nói tiếng phổ thông không? Không biết. Đây là bác hay là như nào? Không phải bác, kiểu như là vừa có anh trai ấy. À vợ của anh trai đây đúng không? Vâng. À, thế thì chị lấy ghế ngồi ra đây một tí. Ngồi đây một tí. Tả má tôi ca còn nong ra. Hả? Tôi ca còn nong ra. Lúc tôi mày không. Lúc ra. Tả má còn tặng năng này làn sắm em bé nữa mà. Đấy. Lúc tôi lấy pin nóng tê. Ồ, à biết. Tả má đang lông mà kìa. Tả má đang lông mà. Còn tặng tôi lắng à tả má. Nên tôi lắng miên tặng. Đây là bác của bác ạ. Đây là bác. Là bố. Là chị dâu. Chị dâu của cái bạn nhỏ này này. Chị gái chứ. Chị dâu. Chị dâu nhỉ? Vâng. Em gọi bạn chị dâu. À. Tà má du ca cả chiếu sắc ca một đứa. Bữa du nào? Du nào? Du hay tà du ní lên từ hấp một Thế làn sắm có thả làn sắm tết tương nhỉ? Bác thì là biết là nói một chút thôi. Đây là con à? Ừ. Ít quá. Ờ. Cho bé một tí cho không khóc. Bạn nhỏ này thì rất là thường của bác ạ. Tay chân thì hầu như là đã bị hết rồi. Ôi, bim rơi. Ôi. Ôi, ăn thấy là ăn khó đây. Đấy. À, cô là bác à? Là bác của bạn nhỏ này à? Bác là bác của bạn nhỏ này à?
À, thế là cô cho cháu hỏi một tí, bạn nhỏ này thì là bị làm sao mà có cái khuôn mặt như thế đấy? Đi bàn tay lấy chút bàn viền này. Đi tôm này lấy nặng xị lấy tôm này lấy mè. À là nặng điện xe lên đi tóc của đi phay á. Ừ. Ờ, thế là vừa rồi bác có nói với cháu Lực rằng là bạn nhỏ này là ngồi con xe mà con xe tập đi đó các bác. Con xe tập đi thành ra là trườn là phải vào đóng lửa. Đi tóc của đi phay luôn á nè. Ừ. Ồ. Thế tụ mẹ phải tin đi đóng chân, kể nhà xa đi đóng lên tụ tí, phải thiếu nắng lên lý dụng, lên lý nặng sĩ lên. À. Nó y. Ồ, thế là mẹ là đi lên trên rừng hái chè, còn là bố thì đang đi xách nước của bác ạ. Lúc đấy là chắc là đang nấu cơm. Thế thì em bỏ cái này ra cho anh xem một tí được không? Cho anh xem một tí được không? Thế là bây giờ là bạn nhỏ đang ở với ai à bác? Hả? Thế đang tạt cây dù à? Lý. Hả? Lý ta tí dù lê chỗ này tí về hốt cá lê ta tụ lót nó này lấy cho chủ làm. À. Lý đi một tạt dè dù nã. Ừ, gì đây chứ, chỗ này phải ra đây, gì phải hút cá mà mấy. Ôi đây này cô bác này, sau khi mà bỏ cái tấm khăn xong thì phải nói là cổ này, ơi, có vẻ như sợ. Đây này, tai thì có vẻ như là bị mất rồi. Hiện tại thì là bố thì đang đi làm xa, còn là mẹ thì đi Trung Quốc đúng không? Mẹ đi làm bên Trung Quốc. À, thế là mẹ bạn nhỏ này đi làm Trung Quốc thì có điện về không? Có, vẫn điện về đúng không? Dạ. À. Vẫn điện là vẫn gửi tiền về đúng không? Nhưng mà đi tặng quà một tuần là về. À, một tuần là về một lần à? Ồ. Tại hôm nay lên thì là không có các bác gặp là bố mẹ ở nhà cả cô bác ạ. À, ông bà thì cũng không có bác gặp, là bác gặp là bác thôi. Thế là bây giờ là em là trong bạn nhỏ này à? Thế nhà bạn nhỏ này thì có bao nhiêu người? Bốn đứa con. Có bốn đứa. Thế đây là con út à? Vâng. À. Ấy, vừa mấy lần đầu gặp cháu Lực nhưng mà có lúc thì là cháu Lực nhìn thấy là sắp khóc, còn có những lúc thì là cảm thấy là bé rất là mạnh mẽ cô bác. Cho chú xem tay một tí nhá, thì cho bim bim cho nhá, xem tay nhá. Ừ. Ủa, đây này cô bác này. À, người thì có bị không? Không ở trong này này. Trong này không bị ạ. Trong mà không dưới bị này à? Bị một tí. Dưới này bị á? Tí. Bị một tí à? À. Thế là thế là bị một nửa bên người của bác ạ. Một nửa bên người. Đấy, nhìn em thì có vẻ như là rơi phải cái trường hợp này hầu như là hủy hoại cả một cái cuộc đời. Đấy, may là còn giữ được cả cái mạng ấy cô bác. Tai thì có một bên là bị mất rồi. Đấy, thấy là cách em ăn bim bim ấy ăn rất là khó. Ê, bạn bên này là chị gái đúng không? Ừ, còn chị gái. À, còn bên này cũng là chị gái đúng không? Không phải đâu. À, không phải có à? Có một con trai đi trong. À, một. Thế là nhà bạn này có bao nhiêu anh chị em? Có bốn. Có bốn à? Có bốn anh chị em thế ba, là. Ba con. Có ba con chị. Có một chị hai anh. Có một chị là hai anh. Thế là anh hai anh đi đâu rồi? Anh cả đi Trăng Châu, còn em kia đi đâu không biết. À, anh cả đi Trăng Châu à? Ừ. Ồ. Thế là trong bụng này cũng bị sao đây nhỉ? Người này, đây, chú xem một tí. Đây, bị xem một tí này. Ủa, đây là cô bác này. Ôi, bị bỏng này. Bố mẹ là ở nhà đôi lúc là không có để ý được cho lắm đấy. Một cậu bé năm nay mới chỉ có 2 tuổi. Đấy, nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt của em như thì rất là gọi là giống một người, gọi là như kiểu một người ngoài hành tinh luôn rồi. Ông với bà thì đi lấy cỏ thì bao giờ mới về? Một tí nữa mới về. Một tí mới về à? Thế để đợi một tí nữa về thì cháu được xé hỏi bà thêm một ký hơn. Ở đây thì có vẻ như là trước là dùng trước là đi khâu hay sao ấy. Vâng. Thế là bị được bao nhiêu lâu rồi hả bác? Còn một năm. Bị được một năm rồi à? Vâng. Ồ, thế là lúc mà bị là bạn này mới được có một năm thôi. Chưa được một năm. Chưa được một năm. Vâng. Okay. Có vẻ như là có lúc nhai bim bim ấy thì là hơi khó một chút. Phải cảm thấy như là trợn cả mắt lên. Thế là đi vào viện thì đợt đấy là em có biết là đi vào viện nào không? Đi tận tỉnh Hà Giang. Đi tận Hà Nội đấy. Hà Nội á? Ừ. Ồ, đi tận Hà Nội là về à? Ừ. Ồ. Ồ,
nhìn thôi là đã thương rồi cô bác ạ. Cô này thì cháu Lực là vô tình đấy, để cho em ăn miếng nhỏ nhỏ thôi, cảm giác như là em nhai không được, buồn ngủ. Buồn ngủ à? Thế thôi là hay cho em đi ngủ đã, hay buồn ngủ rồi cô bác ạ. Vừa ăn vừa ngủ. Bạn này là có vẻ như là bị cái này xong cô bác, là không giữ được nước dái này. Lúc nào là nước dái cũng chảy như thế này à? Lúc nào cũng ướt áo này à? Bên này tai hầu như là tai bên này thì đã bị cắt bỏ rồi, chỉ còn là một bên thôi. Đấy, nhìn là rất là tội các bác. Sắp khóc rồi. Nhà dưới làm bị người ở đằng sau thì có bị không hả em? Không. Đằng sau thì không bị à? Bên này ngá vào. Ngá à, là bên này ngá vào đúng không? Ngá vào có nghĩa là chắc là lúc đấy là đống lửa đấy to quá rồi. Năm nay là được 2 tuổi đúng không? Không, 2 tuổi nữa. Chưa được 2 tuổi đâu à? Được 1 tuổi rưỡi. À, được 1 tuổi rưỡi thôi à? Ôi, hết rồi. Hay là anh lấy bim cho bạn nhỏ đấy hết đi anh. Đấy, nhưng mà cho em ăn từ từ đấy nhá. Để cho em ăn ít thôi. Ăn được 2 gói rồi của bạn ạ. Tí bó nào hơi cỏ. Ở nhà là bây giờ là cho cậu lên, cho cậu lên trông à? Em cũng ăn một gói đi. Không ăn. Hả? Với em là trên à, ăn một gói đi. Chia nhau đấy, chia nhau ăn. Chia nhau mỗi người một gói. Đấy rồi, bây giờ cho bạn này là nhiều hơn đấy, cho bạn này thương thì cho nhiều hơn. Thế là bây giờ hiện tại là đang ở với lại ông đúng không? Ở với bố à? Ừ. Ở với bố nhưng mà bố đi làm. Bố đi làm mà đi làm xa đúng không? Không phải đi làm như là làm thuê đâu. À, đi làm thuê nhưng mà làm thuê ở gần đây hay là làm tận đâu? Kiểu như là đi trồng lúa xong đi xem. À, trồng lúa đi xem đúng không? Thế là bố là vẫn ở nhà đúng không? À, thế tới bố với về mà. À, tí là về đúng không? Em có số điện thoại của bố bạn này không? Không có à? Tầm mấy giờ thì về? Một giờ năm. Tầm mấy giờ thì về? Tầm khoảng 6 giờ. 6 giờ tối à? Tầm 6 giờ tối thì mới về. Say thế nào? Rất là thương, quần áo thì hầu như là kiểu em bị như thế này là không có giữ được nước dái không bác, thành ra là ướt liên tục này. Ôi, bây giờ đi thay cho em một bộ, đi thay cho em một cái áo đi. Đi thay áo ấy. Có một xo à? Thay áo ấy. Xo lặng là tì cá xây kẹp khóa. Hà phì xô tì cá xây nì. Xô tì cá xây. Như cá đấy, cá thật bao nhiêu nhỏ biết. Đúng rồi, lúc nào cũng bị thế thôi cô bác, chảy tổng luôn cô bác này. Có thể là cháu Lực ghi hình như thế thì cô bác nhìn thấy là hơi mất vệ sinh một chút, nhưng mà cháu Lực không ghi hình như thế thì không thể nhìn được đấy, là không thể nhìn thấy em ấy là đang xảy ra như thế nào. Hả? Bạn này là con trai cô bác ạ. Năm nay chưa được 2 tuổi đâu. Khó ở lớn luôn nè. Nóng nắng luôn nè. Thế là đi 2 lần Hà Nội về rồi. May là còn cứu được là cái nhớ được. À, luôn là tuần lộ phải không? Hai rồi, cháu ha. Sau này không biết là em mới lớn lên thì sẽ như thế nào. Nắng cây cho nam mới tu. Nè, cho tôi. Chị chớ. Chị đang chớ một cây nắng cho nam tuần tu lên nào. Một lọc khởi nó. Tuần tu lên, cả xây nắng tuần tu lên. Nó chớ một cho cây nắng cho nam. Nắng nắng mũ ôm ba nạ. Nắng nắng mũ ôm ba nào. Nắng ôm ba. Ba chê chim bươm bươm nó lù nó lọc. Nè, thầy mới cho. Nắng bay á, nắng bay xa xa. Cái chiếu nó luôn, của bác đi tốt lắm. Đây, cô bác này bị hầu như là từ ngực lên này. Nè. Tay bên... Cho một lặng tuy khó chú tổ sang này, khóc khó đi. Nhiều hơn, hầu như là bị xính như hải là nhiều hơn cô bác ạ. Đấy, bây giờ thay cái áo này vào thì ít nhất là độ tầm là 10 phút thôi. Nắng bay á, nắng bay á, nắng bay bùi á. Em bùm bùm nào, bùm bùm ba lù lọ. Ba lù lọ. Chắc là không chịu sao nhỉ? À, bim này. Nắng tốt.
nè. Nó còn nát đó. Nhìn như cú ớt, cú ớt chắc chắc đó. Cú ớt chắc đó nè. Nó thật to. Ô tàu rồi cái xe tàu rồi, ô tàu rồi, ô một lúc nó chó chẳng bao giờ tàu binh nè, ô tàu các chiến binh, hay là em bị buồn ngủ rồi, khó sao nữa, nó là phút tí này, nó là phút tí, buồn ngủ rồi, rồi. Em mà bế đi, bế em đi. Du em đi. Rồi, vừa mới khóc một tí thôi, lại nước dãi. Em đòi bim bim hay sao ấy? Lấy cái gì á? Đây à? Nhìn vào cái ngôi nhà này thì chắc là cũng mới làm các bác ạ. Trước là chắc là ngồi cái xe này đúng không? Đây này. Thế con xe này có bị cháy tí nào không? Xe này có bị cháy không? Không biết à? Ở đấy đợi. Đi mày bố. Mày bố xe này à? Chết đi đấy. Mày lấy quốc cam bồi dưỡng. Mày lấy cái mày bố mẹ. Em thả bôi mà còn này, thả bôi mà còn. Bố của bạn nhỏ này thì tầm 6 giờ là về đúng không? Rồi thế nhé. Bây giờ thì không đi ra kia nữa nhá. Ở đây thôi nhá. Ở đây để anh cũng ở đây xong là đợi bố của bạn nhỏ này về một tí nhá. Để anh để anh gửi một phần quà cho bạn nhỏ này nhá. Bảo là tầm mà độ 6 giờ mới về các bác ạ. Bây giờ thì mới có 4 giờ thôi. Con đi xe máy không? Có đi xe máy à? Cho Đức xe ở đây là cho em ấy ngủ một tí đi, vừa rồi thấy là em ấy buồn ngủ rồi, em cống đi đấy. Nhà mới tới nhà đến chi đi bim đấy, đi bim nhá. Đúng rồi này, khi lọ. Ở chỗ khi tạm này, khi tạm cao này. Đậu. Ở đằng sau nhà thì cháu được nhìn thấy là có gọi là tạo thành một cái bùn rất là nhiều này cô bác này. Thấy là cũng có khá là nhiều củi. Anh em mình đi vào trong nhà một tí nhỉ. Đợi một thời gian khá lâu rồi nhưng mà vẫn thưa thấy là bố bạn nhỏ với lại ông về cả cô bác ạ. Ở nhà này chưa dùng tách à? Hả? Chưa dùng cái tách à? Cái tách như nhà kia kìa. À chưa à? Này là để mà nấu cắm lợn à? Chỗ này là nấu cắm lợn đúng không? À, thấy là cũng có. Bố bạn nhỏ chắc phải đến khuya thì mới về thôi mà nhờ. Thế trước là bị ngã ở đây à? Em có biết không? Ngã vào đây á? Đấy, nhìn một cái bếp mà rất là nhỏ thôi cô bác này. Đấy, nhưng mà lại gây cho em một cái khuôn mặt. Rất là lớn, một khuôn mặt mà bị bỏng rất là lớn của bác này. Đấy. Thế là chỗ ngủ của các em là ở đây à? Ồ. Ở bên kia nữa. À bên kia cũng có một buồng à. Có vẻ nhà thì vừa thấy cháu Lực hỏi bác ấy thì là bảo làm được là 4-5 năm rồi cô bác ạ.
Đấy, tuy nhiên thì là cháu được nhìn thấy là toàn làm bằng trình tường hết cả. Đấy, hay, đây bạn nhỏ bạn trai đây ngồi đây một tí. Đây nào, hay chú cài cho. Đây à, để anh cài cho. Đấy, như này này. Đấy, thế là em là cậu đúng không? Có vẻ bố thì đi làm là chưa có về cô bác ạ. Đấy, nhưng mà nhìn vào khuôn mặt của em thì phải nói là rất là thương thôi. Đấy, như ngôi nhà ở đây thì các bác cũng đã nhìn thấy rằng là một ngôi nhà thì cũng chẳng có khang trang gì cả. Bạn nhỏ này vừa rồi em nói tên là gì đấy? Quanh. Tên là Quanh à? Quanh nào bé. Này cô bác nhìn thấy đây, vừa mặc áo được tầm độ là 10 phút thôi đấy, nhưng mà áo lại bắt đầu là ướt hết rồi đây này. Có vẻ như là buồn ngủ. Ôi, chú không ngồi gần nữa nhỉ. Có vẻ như là mới vào lần đầu là chưa quen mấy. Đây là anh trai à? À, thế là đây là anh trai của bạn này à? À, bạn này tên là gì? Nù. Tên là Nùng à? Nù. À, tên là Nùng. Đấy thì hôm nay là anh cũng vô tình gặp em thôi. Đấy, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của bạn nhỏ này rất là tội, cho nên là cháu được xin phép là trích cái tiền quý của chị Giang My ra để đưa cho bạn nhỏ. Đưa cho bạn nhỏ này là 500 ngàn cô bác nhá. Đưa cho bạn nhỏ này là 500 ngàn. Anh gửi em 500 ngàn thì một tí nữa là em gửi cho bố bạn nhỏ này nhá. Cho bố bạn nhỏ này về nhá. Em là cậu đúng không? Thế buổi tối là em ngủ lại đây luôn à? Không phải, ngủ bên nhà em. À, ngủ bên nhà em à? Có phải mất chào. Đấy, lấy tiền đi mua bim bim nhá. Đấy, mua tiền mua bim bim. Ấy, rồi, lấy tiền đi mua bim bim nhá. Đấy, là anh gửi em là, đây là 200 này. Đây, cho này, chú cho này. Đấy, cho này. Ấy, rơi rồi. Đấy, đây. Một tí về là cho bố nhá. Một tí về là cho bố cầm nhá, để bố đi mua sứa nhá. Ôi, rơi rồi kìa. Không biết nói đâu cô bác ạ, rất là tội. Biết song sánh không? À, song sánh. Song sánh như nào? Song sánh như nào? Đấy thì cháu Lực cũng xin thay mặt là gia đình em gửi một lời cảm ơn. Xin thay mặt gia đình em là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Luôn luôn lúc nào cũng có hoàn cảnh mới là chị cũng đồng hành cùng cháu Lực để mà đi chia sẻ. Đấy. Em thay mặt là em bạn nhỏ này gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Rồi, đây nhìn ra kia. Cảm ơn tất cả các anh và các bác này nè. Đêm nay quay video em. Đấy bảo là bây giờ bảo là con xin thay mặt là cháu gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Đỗ Giáng My nhá. Đấy, con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác Trần Đỗ Giáng My. Trần Đốn Giáo Mê. Rồi. Có vẻ như là ai lùa trâu về sao rồi nhỉ? Vừa rồi rơi đây, nhặt lên chưa? Rơi nhặt lên chưa? Cầm từ. À, thấy cầm đi nhá, cầm đi nhá. Đấy, có lẽ là chắc là cháu Lực cùng xin phép là đi về cho các bác ạ. Đợi một khoảng thời gian mà rất là lâu rồi, cũng chưa thấy là bố về cả. Nhưng mà bố bạn này là ở nhà đúng không? Vâng. À, ở nhà là chăm 4 người, 5 người à? Chơi chăm 4 người à? Nhưng mà bạn nhỏ này thì là rất là tội của bác ạ. Đây này. Nào, bế một cái. Cho bế không? Nào, bế một cái. Buồn ạ. Bế một cái. Đây là đòi lấy mic này. Nó thích cái này. Thích cái này à? Thế này, bế một cái. Bế một cái. Buồn ạ. Buồn mất chào chào. Bà nó. Đấy. À, chắc là không được của bác. Đấy thì anh xin phép anh đi về thôi nhá. Nhá, đây cầm tiền cho. Này, cầm tiền luôn này. Cầm này, cầm luôn nhá. Đấy, để cho tí gửi cho bố nhá. Thế đi về là bây giờ đi về đường nào? Đường này à? Bây giờ đi về đường này à? Bye bye. Biết bye bye không? Hả? Bye bye. Bây giờ bao nhiêu tiền giật hết? Bye bye. Chú xin lại cái này nhá. Anh xin lại nữa. Bye bye. Đấy, tay đầu. Đấy, cậu dậy đi, cậu dậy đi. Bye bye. Rất là tiếc là hôm nay lên là không có bắt gặp là bye bye. Bắt gặp là bố em ở nhà cả cô bác ạ. Thì chắc là cháu Lực cũng xin phép là đi về thôi cô bác. Tại vì lên trên này thì một quãng đường rất là xa cô bác ạ.
Và vào trong nhà thì họ nói là cực kỳ mà tối khi mà ngôi nhà được làm tất cả bằng bốn bức tường là chỉnh tường hết cả. À, nãy anh em mình về đường nào nhỉ? Đường kia đúng không anh? Ủa, ở đây còn... Chỗ này thì là thấy là có đông rất là nhiều bạn nhỏ các bác ạ. À, vừa rồi thì cháu Lực khi mà cháu Lực lên đúng không bác, thì cháu Lực có mua bim bim theo, thành ra là đi thì bắt gặp là cứ phát, thành ra là lúc mà cháu Lực ra đến đây ấy, thì là theo ở đây luôn. Trên này thì có một dàn su su quả rất là nhiều này. À, đây là gặp bác này, dạy dặn cho bác đi. Tầm ơi, Tầm ơi, đây là ông à? Ông ơi, cháu vừa gửi cho bạn 500.000 ấy, thì là ông cầm một cháu với nhá, hay là đưa cho bố cháu, đưa cho bố bạn nhỏ của cháu với nhá. Vâng. Đây là ông nội đúng không? Ồ. Thế thì bắt tay ông cái nhá. Sức khỏe không? Ông vừa đi đâu về không? Hả? Ông vừa đi đâu về đấy? Hát cỏ trâu thì. Hát cỏ trâu về à? À, vừa rồi cháu có gửi cho bạn cậu hay sao ấy đúng không? Nè. Ờ đúng rồi, thấy là bạn nhỏ kia. Vâng. Cậu à? Cậu cả nói. Vâng. Thế thì chắc là cháu cũng xin phép là đi về thôi. Vừa rồi thì cũng có nghe cậu kể một chút đấy, với lại bác gái đấy, bác này đấy, kể rằng là cái bạn nhỏ này, à thanh niên, cho bạn nhỏ ra đây đấy. Đấy là mẹ là đi Trung Quốc phải không? Đi làm thuê Trung Quốc. Đi làm thuê Trung Quốc á? Thế là một tuần thì mới về một lần nào? Đi một tuần thôi. À, đi một tuần à? Một tuần mới để tiền mua rau. Lấy tiền về là mua rau cũng như là mua... Đi làm ngô, bẻ ngô. À, đi ở Trung Quốc là bẻ ngô à? Không, chả biết đi làm gì đâu trên kia. À. Này đi kia mới để tiền về nhà bẻ ngô, mua chị ăn. Nhưng mà... Không có tiền. Nhưng mà ông thì có... Đây, ra cuốn ra đây. Ra đây. Nhưng mà ông có thể kể cháu một chút là cái bạn nhỏ này sao lại bị như thế này không? Vâng. Ông bế luôn bạn nhé. Nó không bế được đâu. Không bế được à? Vâng. Không theo à? Không theo, trông mà trông nhưng mà nó không theo. Biết thì là biết đi chụp tránh rồi nhờ. Vâng. Thế là năm bao nhiêu tuổi thì là bị đấy? À. Năm ngoái tháng 4 sao đấy? Năm ngoái tháng 4 là bị à? Tháng 5 là nó đi... Tháng 5 là mấy... Tháng 5 là bị đúng không? Tháng 4 bị rồi. Nhưng mà bị này là bị ngáo vào cái bếp luôn nào? Vâng. Để ngồi cái xe... Ấy, xe sấu bánh... Xe sấu bánh vừa rồi thì cháu thấy là gác ở trên cái phần nào kia thì cũng phải là phải xe đấy không? Vì chờ bố về đây, cái nữ này nó ở nhà, nó ngồi cái xe nó đi bầu biết. À. Đi vào bếp, nó đi thì nó cháy bếp. À. Ngã vào trong bếp thì nó khoảng... À. Thế là đây là bà hay là bác gái? Bà mình. Đây là bà. À, thế đây là vợ của ông đúng không? Vâng, bà thôi. Vâng, là theo bà đúng không? Vâng, theo bà, theo chị. Thấy bố thì là bảo là đi làm ruộng ấy, nhưng mà đi lâu quá thành ra là cháu cũng bố là chết tối mới về rồi. Tối muộn mới về đúng không? Vâng, tối đi ăn về. Vâng, thế thì cháu gửi cho là bé là 500.000 nhá. Vâng. Gửi cho bé là 500.000, cái này thì là được một là chị là Mạnh Thằng Quân ở bên Hồng Kông. Đấy, chị cũng lúc nào cũng theo cháu đi vào hoàn cảnh mới, cho nên là thấy bé này tội quá thì gửi cho bé là 500.000 để mà mua sữa hay là mua quần áo. Áo này thì là được 10 phút là tập thay một lần nhờ. Vâng. 10 phút là 30 phút thì thay rồi. Vâng, thế thì bây giờ là bị như thế này là gọi là nước dãi là cứ không ngừng chảy đâu nhờ. Lấy thêm không? Lấy bim bim không? Đây. Có vẻ như là thích cái mic này của bác này sáng. Lấy không? Chú bế mà. Bế không? Bế. Đấy, vừa rồi thì cho tiền là không nhả đâu. À, chú bế không? Bế cho bế không? Không cho bế đâu. Nét thế giá đi, giá đi. Giá đi. Thế bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye. Thì chắc cháu xin phép cháu về đây ông ạ. Đấy, để lần sau cháu lại tiếp tục là lên với gia đình sau nhá. Vâng. Chào ông nhá. Vâng.
Đấy, cũng nghe ông kể sơ qua một chút và nghe cả bác kể qua một chút thì cũng gọi là rơi vào một cái hoàn cảnh mà cực kỳ là đáng thương của bác. Đường đi thì bây giờ còn đi khá là khó khăn của bác. Ở trên này thì hầu như là đi vào rừng già rồi. Cô bác có thể nhìn thấy là trên này thì mây đen rất là nhiều. Đấy, có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn cô bác rất là nhiều. Rất là mong sau khi mà cháu Lực đăng tải thức phim này lên thì sẽ được một chút sự quan tâm của bác dành tặng tới cho bạn nhỏ mà không may là bị bỏng hết cả cái khuôn mặt. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở xóm tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.